Em xin mến chào quý khán giả đến với chương trình Cơ hội cho bệnh nhân nghèo đang được phát trên sóng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý khán giả thân mến, trong số các nhà tài trợ gắn bó lâu năm với hội, không chỉ là các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp mà bên cạnh đó cũng có không ít các thầy cô giáo vẫn luôn âm thầm tham gia, ủng hộ các chương trình nhân ái do hội thực hiện. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11 sắp tới gần, hội gửi lời tri ân đến những người thầy, người cô đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò, những tấm lòng vàng luôn sẻ chia với bệnh nhân nghèo. Chương trình hôm nay, Amy xin gửi đến một số thông tin về những hoạt động khám chữa bệnh miễn phí mới nhất mà hội đã thực hiện. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thấu hiểu được nỗi khó khăn, vất vả của các cháu học sinh nghèo, khuyết tật, hiếu học. Trong suốt 22 năm qua, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh đã kết nối với những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân trao tặng 26.444 suất học bổng cho các cháu với tổng số tiền lên đến hơn 27,6 tỷ đồng. Trong số đó, Hội đã rất vinh dự khi nhận được sự đồng hành liên tục của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Phú Mỹ Hưng trong suốt 19 năm qua và Hội Giáo dục Trẻ em Hoa Kỳ cũng đã có 16 năm gắn bó với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, hội và hai nhà tài trợ trên đã trao tặng 613 suất học bổng cho các cháu học sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền trên 750 triệu đồng. Là doanh nghiệp bất động sản đầu tiên tại Việt Nam, trải qua hơn 29 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Phú Mỹ Hưng đã hoàn thành và cho ra thị trường hàng trăm dự án từ trung cấp cho đến cao cấp, căn hộ, nhà phố, biệt thự. Phú Mỹ Hưng còn đầu tư xây dựng rất nhiều cơ sở hạ tầng phục vụ xã hội. Song song đó, các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội cũng được Phú Mỹ Hưng chú trọng quan tâm. Trường chúng tôi là một trường công và nằm ở địa bàn người lao động, cho nên là mỗi năm có rất nhiều những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận được học bổng từ Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố. Thì chúng tôi rất là cảm kích. Cái sự hỗ trợ này nó bền bỉ qua nhiều năm. Nó bắt đầu từ khi trường chúng tôi được thành lập, đến nay là 11 năm rồi. Từ cái nguồn học bổng này mà các em có một cái động lực để phấn đấu vươn lên. Niềm vui nói tiếp niềm vui, bà con nhân dân xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre vô cùng phấn khởi khi cây cầu liên tổ 6-7 được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động. Món quà ý nghĩa này chính là tấm lòng nhân ái của gia đình cụ ông Nguyễn Văn Hoàng ở đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Cây cầu cũ xây dựng cách đây 52 năm đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Mong ước có một cây cầu mới khang trang, vững chãi giờ đây đã trở thành hiện thực. Trẻ con đến trường an toàn, việc thông thương, vận chuyển hàng hóa của người dân quanh xóm ấp cũng được thuận lợi hơn rất nhiều. Vừa qua, công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành, nhà tài trợ thường xuyên, gắn bó lâu năm với hội, cũng đón nhận nhiều niềm vui trong hoạt động sản xuất kinh doanh với nhiều bước phát triển vượt bậc. Lần đầu tiên tham gia hội chợ BIFA được tổ chức tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, gỗ Đức Thành đã quảng bá thương hiệu hơn 30 mặt hàng bán chạy nhất năm đến với hàng trăm doanh nghiệp chuyên ngành chế biến gỗ trong nước. Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 11, gỗ Đức Thành sẽ tiếp tục tổ chức hội chợ tại sân vận động Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những cơ hội để gỗ Đức Thành kết nối về đầu tư giao thương, tìm kiếm đại lý và nhà phân phối, đưa hai dòng sản phẩm đồ dùng nhà bếp, thiên đường của các bà nội trợ và đồ chơi trẻ em Win-Win Toy, an toàn, thân thiện môi trường đến gần hơn với người tiêu dùng trên khắp cả nước. Có những nét đẹp ân tình, âm thầm đồng hành cùng với hội. Đó chính là câu chuyện cảm động của ba em Phương Nghi, Huy Thông và Minh Huy ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng bởi vì có chung một niềm trăn trở với hội trong chương trình hỗ trợ bệnh nhi ung thư. Vừa qua, ba em đã tiếp tục xoa dịu nỗi đau cho 15 cháu bé đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu, thành phố Hồ Chí Minh với số tiền hỗ trợ lần này lên đến 300 triệu đồng. Chỉ mong sao có thể động viên gia đình và nối dài sự sống cho các cháu. Bên cạnh đó, ba em Phương Nghi, Huy Thông và Minh Huy đã chung tay cùng với một nhà hảo tâm ở chợ An Đông, ủng hộ số tiền là 225 triệu đồng, đã đem niềm hạnh phúc đến cho hơn 2.000 học sinh và giáo viên ở xã Hòa Khánh,
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, với 3 hệ thống lọc nước, 3 bồn chứa nước 3.000 lít. Bên cạnh đó còn trao tặng 50 phần tập vở cho 50 em học sinh và 41 suất học bổng với mỗi suất là 500.000 đồng để chia sẻ bớt khó khăn với các cháu học sinh nghèo, hiếu học. Nét đẹp ân tình kỳ này còn có một câu chuyện cảm động với biết bao niềm yêu thương đông đầy. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 67 của mình, ông Trần Quang Cang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Dược Thuận Gia và vợ của mình là bà Đỗ Thị Diệu Quê, chủ tịch hội đồng thành viên, và cùng với hội tổ chức một bữa cơm thân mật gia đình ấm áp cho 10 cháu bé mồ côi do Covid-19. Gần một năm qua, ông Cang và bà Quê đã trở thành điểm tựa tinh thần vô giá cho các cháu, là mạnh thường quân bảo trợ liên tục và lâu dài, đồng hành cùng với các cháu từ đầu năm 2022 đến hết lớp 12 và sẽ tiếp tục xem xét khi các cháu vào đại học, với số tiền mỗi cháu được nhận hàng quý là 6 triệu đồng. Không chỉ chăm lo về vật chất, bảo trợ cho các cháu trên con đường học vấn, mà ông Cang và bà Diệu Quê còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, chăm lo cho các cháu về đời sống tinh thần. Nhờ có sự kết nối tuyệt vời này mà các cháu đã thân thiết như anh em một nhà. Và ý nghĩa hơn cả, đó chính là ông Cang và bà Quê như có thêm 10 đứa con ngoan. Bằng tấm lòng chân thành, ông bà chỉ mong sao có thể bù đắp và xoa dịu nỗi đau mất mát cho những đứa trẻ không may trong đại dịch Covid-19 có một tương lai tốt đẹp hơn. Vừa qua, hội đã cùng với chị Nguyễn Thị Hòa và chị Nguyễn Thị Bình là hai người con gái của bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, cố Chủ tịch danh dự hội, về thăm bà con xã Mỹ Quế, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Niềm phấn khởi đông đầy nơi xóm ấp khi cây cầu giao thông nông thôn mang tên bà Bảy Huệ được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động, với tổng giá trị xây dựng lên đến 316 triệu đồng. Sau bao tháng ngày chờ mong, hôm nay bà con đã được đi trên cây cầu khang trang, kiên cố bắc qua ngã ba sông. Ai ai cũng mừng vui hạnh phúc vì từ nay người lớn đi làm, trẻ con đi học không còn xa xôi cách trở mà thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, với mong muốn bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho các em học sinh và các giáo viên tại địa phương, trong dịp này, hội đã cùng với chị Hòa, chị Bình trao tặng thêm 4 hệ thống lọc nước, 3 bồn chứa nước cho các trường học ở xã Mỹ Quế. Toàn bộ số tiền cho hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa và nhân văn này được trích ra từ tổng số tiền phúng điếu của bà Ngô Thị Huệ mà gia đình đã ủng hộ cho hội để thực hiện theo tâm nguyện của bà lúc sinh thời. Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh mãi mãi tri ân tấm lòng nhân ái và nghĩa cử cao đẹp của bà và gia đình. Vừa qua, 200 bệnh nhân nghèo ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã tìm lại được ánh sáng. Đây là tấm lòng của anh Vũ Quang Lạm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các anh chị ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương, Sài Gòn Bank gửi tặng với số tiền 160 triệu đồng. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chung tay vì cộng đồng nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập và phát triển. Sài Gòn Bank đã và đang tiếp tục đổi mới phong cách phục vụ, mở rộng mạng lưới hoạt động, xây dựng nền tảng công nghệ hàng đầu tiên tiến nhằm thực hiện thành công mục tiêu là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn mạnh hàng đầu. Thật cảm động khi đại diện ban lãnh đạo Sài Gòn Bank đã dành thời gian quý báu của mình tận tình đến thăm hỏi và tặng quà, mang đến cho bà con thêm nhiều niềm vui sau khi phẫu thuật. Niềm hạnh phúc còn đến với 400 bệnh nhân nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khi được mổ mắt miễn phí. Đây là tấm lòng của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư địa ốc thành phố Cityland gửi tặng hội để đem lại ánh sáng đến với bà con. Được thành lập từ năm 2003, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư địa ốc thành phố Cityland phát triển và hoạt động kinh doanh đa ngành, trong đó lấy kinh doanh bất động sản làm chủ lực. Cityland đã góp phần kiến tạo nên các khu đô thị cao cấp tiên phong, kiến tạo những không gian sống xanh, hiện đại,
thân thiện cho cư dân, kết tinh giá trị cuộc sống thịnh vượng cho khách hàng, đem lại giá trị thực tiễn cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, Cityland còn chú trọng các công tác thiện nguyện, chung tay vì cộng đồng và là nhà tài trợ thường xuyên của chi hội thiện nhân. Trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh luôn tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa nhân văn do chi hội tổ chức thực hiện. 230 bệnh nhân nghèo tại huyện Cầu Ngang và huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đã tìm lại được ánh sáng. Đây là món quà do chi hội Nhân Hòa, trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh xá Bồ Đức gửi tặng. Bên cạnh đó, nhà tài trợ còn gửi tặng cho mỗi người một phần quà bao gồm đường, sữa để bồi dưỡng thêm cho bà con sau khi phẫu thuật. Hy vọng rằng với đôi mắt sáng sẽ giúp cho bà con đi lại, sinh hoạt được dễ dàng thuận lợi hơn và có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nụ cười hạnh phúc còn đến với 100 bệnh nhân nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khi tìm lại được ánh sáng bằng phương pháp kỹ thuật cao Phaco cộng kính mềm với tổng giá trị là 150 triệu đồng. Đây là tấm lòng của công ty cổ phần đầu tư Hoàng Phúc Quốc tế gửi tặng đến bà con. Hoàng Phúc Quốc tế được ông Bùi Văn Phúc thành lập vào năm 1989 đã trở thành thương hiệu gần gũi và quen thuộc với người tiêu dùng yêu thích thời trang của Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Hệ thống gần 50 cửa hàng rộng khắp toàn quốc. Nhiều năm qua, bằng tấm lòng nhân ái và nhiệt thành, ông Bùi Văn Phúc cùng với đội ngũ nhân viên và gia đình vẫn luôn tích cực gắn bó, đồng hành cùng với hội trong các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Tính từ tháng 3 năm 2020 đến nay, ông Bùi Văn Phúc đã giúp cho 990 bệnh nhân nghèo được sáng mắt, 19 cháu bé được mổ tim cứu sống và nhiều chương trình thiện nguyện khác trong đại dịch COVID-19. Vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh cùng với một số đại lý đã cùng trao tặng 30 chiếc xe lắc tay cho người khuyết tật bán vé số tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, mỗi người còn nhận thêm được một phần quà trị giá 200.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt. Được nhận món quà quý là phương tiện mưu sinh, bà con ai ai cũng thêm ấm lòng, tiếp thêm động lực giúp bà con vươn lên thay đổi cuộc sống. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi kế hoạch của năm 2022 mà công ty đồng hành cùng với hội để trao tặng 120 chiếc xe lắc cho người khuyết tật và 10 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Quý khán giả thân mến, trong suốt nhiều năm qua, thông qua các hoạt động nhân ái của mình, hội không chỉ đón nhận sự tin tưởng, yêu mến từ những tấm lòng vàng, mà họ còn kết nối gia đình, người thân và bạn bè của mình để cùng nhau đóng góp, chung sức cùng hội cứu giúp những số phận không may. Câu chuyện ấy đáng quý như thế nào? Mời quý khán giả cùng lắng nghe một tâm sự nhỏ ngay sau đây. Vào tháng 9 tháng 5 thì công ty cũng có cái lễ trao học bổng cùng với quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý để trao học bổng cho trực tiếp cho các em học sinh, sinh viên có học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vươn lên, và đặc biệt là cũng trao tài trợ cho nhiều quỹ, nhiều hội, 63 hội khuyến học trên 63 tỉnh thành trên cả nước, trong đó thì có Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh. Quý khán giả thân mến, chắc hẳn quý vị đã từng nghe câu nói cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Mỗi một tấm lòng vàng tìm đến hội đều có cách chia sẻ và cho đi khác nhau. Thế nhưng tất cả đều xuất phát từ trái tim chân thành. Chính vì thế mà Emmy tin rằng hành trình ý nghĩa nhân ái mà hội đã và đang thực hiện sẽ ngày càng phát triển và vươn xa hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, những mạnh thường quân thầm lặng đã đồng hành ủng hộ các chương trình nhân ái của hội trong suốt thời gian qua. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.